Hello, xin chào anh em, lại là mình đây. Mỗi lần anh em đi mua CPU thì hay phân vân những cái gì. Cùng một tầm giá tiền mà không biết lựa chọn mẫu CPU nào. Khác hãng đã đành đúng không? Nhưng nếu mà cùng hãng ấy thì lại càng khó hơn. Thì ngay trước mặt mình đây là hai mẫu CPU được rất nhiều bạn băn khoăn đắn đo khi mua. Đó chính là Ryzen 5 2006 và Ryzen 5 3005. Thì mình sẽ nói sơ qua một chút về phần thông số kỹ thuật của hai mẫu CPU này. Về cơ bản, Ryzen 5 2006 là một mẫu CPU đã được ra mắt từ trước đấy rồi. 6 nhân 12 luồng, xung nhịp boot tối đa đạt 3.9 GHz. Còn với CPU Ryzen 5 3005 thì đây là mẫu CPU tương đối mới đến từ nhà AMD và có mức xung nhịp đạt cao hơn là 4.1 GHz. Tuy nhiên, về vần số luồng lại thấp hơn. Thay vì 6 nhân 12 luồng sẽ chỉ có 6 nhân 6 luồng và mức giá cũng thấp hơn 70.000 khi so với Ryzen 5 2006. Nhưng mà thôi, 70.000 này mình sẽ không xét, coi như là bằng nhau đi. Anh em sẽ lựa chọn mẫu CPU nào? Thì để mà lựa chọn một cách chính xác nhất ấy, thì mình sẽ tiến hành vào cái bài test đi. Đầu tiên mình sẽ sử dụng phần mềm Cinebench R20 để thử sức mạnh của CPU. Thì về điểm số, Ryzen 5 2006 sẽ nhỉnh hơn một chút xíu thôi, không nhiều lắm khi so với Ryzen 5 3005. Sang một phần mềm performance khác để test điểm số CPU thì lần này Ryzen 5 2006 sẽ có điểm số thấp hơn cũng khá khá đấy khi so với Ryzen 5 3005. Có lẽ là nằm ở số phần xung nhịp của Ryzen 5 3005 cao hơn một chút. Điểm số thì thật ra chỉ mang tính chất tham khảo thôi, chúng ta phải test thực tế. Thì mình sẽ sử dụng phần mềm Adobe Premiere để render một file cũng nhẹ nhàng thôi, không nặng nề lắm đâu. Thì có vẻ như Ryzen 5 2006 cho tốc độ render tốt hơn một chút khi so với Ryzen 5 3005. Còn khi chuyển sang các tựa game thì kết quả thiên hoàn toàn về phía Ryzen 5 3005. Mặc dù mức chênh lệch cũng không quá lớn nhưng cũng đã là hơn rồi, chỉ 1-2 FPS. Thật ra thì cũng không nhiều lắm đâu khi mà cả hai cùng số nhân. Tuy nhiên 3005 sẽ có xung nhịp mà boost cao một chút nên việc FPS cao hơn khoảng độ 2, 3 hay thậm chí 5 FPS là một điều quá đơn giản và dễ hiểu. Vậy thì suy cho cùng, anh em nên chọn mẫu CPU nào? Cái này thì mình nghĩ là do sở thích của mỗi người thôi. Mình sẽ không khuyên anh em mà nên chọn CPU này mà không nên chọn CPU kia. Cái này là ý kiến của mỗi người thôi. Mình chỉ đưa ra bài test để anh em có một cái nhìn trực quan nhất về một trong hai mẫu CPU này. Và nếu anh em có ý kiến gì thì hãy để dưới phần bình luận của video.
Và đừng quên bấm like, share, subscribe kênh YouTube của Anphat Computer để không bỏ lỡ các video chúng mình tung ra trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong các video clip tiếp theo.